Xin chào mọi người ạ. Em báo giá ít đồ nha. Có những đồ loa rời bát chép của JBL này và những bộ loa kèn rất là ok. Như đầu tiên là cặp chép JBL chép dome màng titan nha. Đó, hình thức nó còn đẹp còn mới lắm. Cặp này cặp chép dome này. Dành cho nghe nhạc nha, hàng sống hết anh em. Đây như cặp chép này em bán 800 000 đồng cho một đôi nha. Đó, hàng đẹp lắm. Mình nhìn thấy này. Có tem JBL nằm ở đây. Đó, em tháo trong thùng loa cây ra, rồi giá là 800 ngàn một cặp anh em ạ. Hàng bao sống bao zin nha. Thì cái đến là cặp loa chép Nhật, em cũng vừa mới tháo trong thùng ra. Nó cặp chép này chưa về hát karaoke, đó, hình thức nó bị dơ bẩn thôi, chứ mình lau chùa đi là nó sạch sẽ ngay anh em ạ. Nó dính bụi thôi nha, dính bụi thôi. Đó, đây là chép giấy từ đôi, đó, dòng loa chép Nhật ha, em tháo trong thùng loa karaoke ra. Và như cặp chép Nhật này em bán 300 ngàn đồng cho một đôi, đó, giá là 300 ngàn nha. Tiếp đến là những cặp loa chép JBL. Đó mình thấy này, đây là dòng chép tháo cho thùng loa USA California Bass 25 ra nha. Em đang có hai cặp này, một cặp đẹp và một cặp xấu. Xấu ở chỗ nó có một chiếc nó bị xấu cái màng, nó bị dập cái màng một chút nha. Nên là như chiếc tay em đang cầm này bị dập cái màng một chút. Còn chiếc này đẹp. Đó như cái cặp xấu một màng em bán 300 ngàn đồng cho một đôi. Đây là chép từ đôi của JBL. Tháo chuẩn loa bass 25 ra, đây là cái bass của nó này. Rồi cái cặp đẹp đây, cặp đẹp là màng đẹp nha. Đó, cặp đẹp là màng đẹp và nó không có bị lủng. Đây là cái kiểu góc của nó như vậy anh em ha, chứ không phải là em cắt ra đâu. Đây là cái kiểu góc nó như vậy đó. Đó, kiểu góc như vậy nha. Đó, JBL xịn này, từ đâu chưa về hát karaoke ra. Và như cặp đẹp này em bán 400 ngàn đồng cho một đôi nha. Còn cái cặp mà xấu nó có một chiếc bị dập màng này là em bán 300 ngàn. Còn chiếc này thì đẹp. Đó, hàng bao sống hết, bao sống bao zin bao xịn hết anh em nha. Là 400 và 300. Còn cặp chép của Bima đây, em cũng tháo trong thùng ra. Đây là loa chép kèn nha, chưa về hát karaoke. Đó, cặp này em bán là 1,5 triệu, trở kháng là 8 ohm này. Đó, 8 ohm. Rồi em bán 1,5 triệu cho cặp này, cũng chưa về hát karaoke, dòng loa chép kèn nha. Bên trong là côn 350 đó nè. Đó, côn 350 chép kèn này. Đó, cặp này giá 3,5 triệu nha. Cả cổ kèn và cả họng luôn là 1,5 triệu anh em ạ. Rồi những cặp loa bass JBL 25 em đang có hai đôi này, đôi này đôi đẹp anh em, đôi này đôi đẹp và nó có một cái chữ logo JBL nằm ở bên trên nón loa nha. Bass 25 màng giấy gân mút và phần từ loa đây, đây em cũng tháo trong thùng ra. Từ loa đây mình thấy này, có một cái tem đây ha, tem JBL công suất là 300W này, trở kháng 8 ohm, đến từ California USA. Đó, cái dòng đạt tiêu chuẩn của Mỹ nha. Tháo cho thùng loa 25 ra, 8 ohm này, 300W. Và như một cặp mà đẹp này, em bán 1,5 triệu cho một đôi. Đây em bán 1,5 triệu nha. Dòng này ca hay lắm anh em, tiếng hay và bass nó rất là mềm. Đánh hay lắm. Em có thể mua một cặp về thay thế dàn loa nhân thùng như mình đi, đánh khác người luôn. Rồi giá là 1,5 triệu một cặp anh em ạ. Và cái cặp cặp này thì nó không có đồng đồng cặp, nó khác một chút anh em. Này. Nó hơi khác một chút thôi, cũng là từ đôi mà nó hơi khác một chút thôi, nó không có đáng kể nha. Đó như một cặp này, một chiếc bị vận chuyển nó bị xấu cái màng này, nó bị xấu cái lỗ mũi nha, lóc móc móc cái mũi rồi và gân nó cũng bị rách nữa. Đúng là cái gân này còn xài được mà vận chuyển bị rách anh em, rách gân thôi chứ không phải là gân bục nha, rách gân thôi mình có thể thay gân khác vô. Đây như cặp này tình trạng nó bị xấu như vậy này, nó xấu một chiếc thôi nha, em bán nó 1,1 triệu cho một đôi, 1,1 triệu nha. Hàng sống hết nó chỉ xấu một chiếc này thôi, còn chiếc này đẹp này, chiếc này đẹp, đó, chỉ xấu một chiếc này thôi nha, em bán 1,1 triệu cho một cặp này. Thì cặp BMB cũng là bass 25, em cũng vừa mới về thêm một đôi nữa. Bass 25 có hai râu nhỏ nhỏ chìa ra này anh em, đây là hàng xịn chính hãng của BMB nha. Màng màu xanh, màng giấy màu xanh và gân mút này. Đó mình thấy nè, tất cả đều là hàng đẹp, hàng nguyên zin cả. Rồi ở phía mặt của cổ từ loa đây. Đó, đây là BMB nha. Công suất là 150W, trở kháng 8 ohm, đến từ China này. Con này cũng vậy, hai con đều như nhau nha, này, từ đôi hết, BMB China 150W, 8 ohm nha. Và xương xéo đây. Đó, con này cũng đẹp cả, đây, xương xéo này nè. Có cái tem BMB nằm ở đây. Đó, BMB nằm đây nha. Xương xéo và bên trong là côn 51 từ đôi. Côn 51 từ đôi nha. Nó rất là đẹp này. Và như cặp BMB này em bán 1,200,000 đồng cho một đôi. Đó, 1,2 triệu nha. Rồi cặp loa chép kèn Mexico.
đến từ nhà Freeway này. Đó mình thấy chữ Freeway nằm ở trên cái họng nói chép nha. Và ở dưới được có một cái dòng chữ tiếng Anh cùng với là in Mexico này. Đó, dòng chép đến từ Mexico thì kèm cả một phân tầng. Một phân tầng này em tháo trong thùng loa Freeway ra. Đấy, cái bộ này giống như là họ độ chế cho thôi anh em ạ. Họ độ chế vô để xài cho con loa chép này này. Bên trong là hai lối kèn nha. Bên trong là hai lối kèn, nó sẽ thông ra một cái họng chung như thế này đây. Và kèm một chữ Freeway. Đó, mình thấy này. Freeway đây nha. Hai họng kèn. Là một cặp này là tới bốn cái kèn đó anh em. Bốn cái kèn nha và chung vô một cái họng thôi. Mà mình thấy này. Và như cái bộ này kèm cả phân tầng cũng như là kèm cả cái bộ Freeway này luôn, kèm Freeway em bán 1 triệu nha, 1 triệu đồng cho một bộ này. Đó, như thế này đây, 1 triệu này, là 4 món 1 2 3 4. Và những cặp loa bass đến từ nhà Anh Quốc hiệu Ohm. Đây là loa bass 20 chuyên về hát karaoke nha. Công suất cũng ok lắm anh em, khá là lớn rồi. Nó tầm khoảng 200W đến 250W cho một loa đó. Và ở phía sau cổ từ loa cũng có một cái tem ôm này. Đó, ôm đến từ Anh Quốc nha. Đó, đây là dòng UK đến Anh Quốc anh em ạ. Đến từ nhà Anh Quốc, hàng của Anh Nòi. Bass 20, bên trong là côn 45 nha. Bên trong là côn 45 và từ 100 nó khoảng 150. Từ 150 ha. Và được sản xuất vào năm 2008 này. Đó, cặp này cũng khoảng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm mà nhìn nó còn mới còn đẹp lắm, gân cao su. Rất là mềm và dẻo. Em đang có hai đôi này. Đó, đây là dòng loa bass chưa về hát karaoke nha. Mình thay thế dành loa nhà mình nó bị hư hay là nó bị cháy loa đó, mình thay thế vô. Bass 20 là vừa hết trơn nè. Đây là xương sắt bản đúc lớn anh em, chứ không phải bản đúc nhỏ hay mỏng nha. Bản đúc lớn và bản dày nữa, nó rất là dày nè. Đó, nó tạo cái độ cứng và độ độ chắc cho cái khung xương của mình. Nó Bass 20 hiệu Ohm đến từ Anh Quốc đây. Em đang có hai đôi và giá là 1.200.000 đồng cho một đôi nha. 1.200.000 một đôi này. Đó, hai đôi đẹp như nhau luôn. Đây là hai đôi đẹp như nhau nha. Đó, em sẽ dở lên. Đó, đều là có chữ ôm hết này. Ôm đây và ôm đây. Đó, mình thấy là nó chủ đoàn tốt hơn là những dòng robot nữa. Rất là nhiều. Đó, 1.200.000 một đôi anh em ạ. Và cặp kèn của hãng đi theo đây. Đây cũng là hiệu Ohm nha. Và mình xài cho hát karaoke về nghe nhạc. Nó mình thấy nó nhỏ mà thôi, nó đánh nó hét lớn lắm anh em, nó hét cực kỳ lớn luôn. Đây là Ohm này, đến từ nhà Anh Quốc nha. Em đã test thử cái dòng này rồi, nó hét đích tai luôn đấy. Nếu như mà anh em phòng khoảng 20m² là nó con này nó còn dư tải nữa, nó tầm khoảng 30m² hoặc là 40m thì mới thâm thía được nó nha, chứ phòng mà mấy 20m² là nó vẫn còn dư tải luôn. Hiệu Ohm đến từ UK này anh em. Đó, đến từ UK nha, dòng chép của Anh Quốc Nòi, kèm cả họng zin của nó luôn. Cái họng nó bé thôi nhưng mà nó lan tỏa ra dữ lắm, nó đánh rất là hay, bởi vì bên trong nó còn một lõi này. Đó, đây là cái họng kép nha, cái họng lõi kép anh em. Rồi chiếc này cũng vậy này, nó đều đẹp, đều nguyên zin cả mà mình thấy này. Và như cặp cổ kèn này em bán là 1.600.000 nha, 1.600.000 đồng cho một đôi như thế này đây. Đó, hát karaoke là phê lò luôn. 1.600.000 này. Rồi giờ cặp mid JBL đến từ USA nha. Đây là loa mid 16, loa mid bass 16 anh em, nó vừa ra tiếng mid và vừa ra tiếng bass luôn nha. Đó, loa mid bass 16 này, made in USA. Đó, hàng zin hết, hàng bao sống hết nha. Con này cũng vậy này, cũng đến từ USA của nhà JBL luôn. Cái tem nó hơi mờ một chút anh em ạ. Và cặp loa mid này em bán 700.000 đồng cho một đôi. Đây là loa mid bass nha, nó vừa ra tiếng bass và vừa ra tiếng mid luôn. Thì nó sẽ thiên về tiếng mid nhiều hơn là tiếng bass nha. Đó. Là cặp mid JBL đến từ Mỹ này, em bán 700.000 đồng cho một đôi ạ. Rồi tiếp đến là củ kèn và một bộ loa của nhà ETC nha, đến từ Los Angeles này. Như mình thấy là cái bộ củ kèn của cái dòng này rất là khủng anh em. Đây cái củ này của nó có thể là nó ngang bằng với củ JBL 2447 nha. Là mình thấy này. Và bên trong là lõi côn 75. Mình thấy cái củ ETC. Đó, đây là hiệu ETC nha. Có mã số là T1510 75W trên 8 ohm. Đó, thực chất không phải là 75W là công suất của nó đâu. Đây là trung bình đầu vào thôi, và mức công suất tiêu điện tối đa của cái dòng loa kèn này nó rất là cao ha. Nó không phải 75W là anh em cứ tưởng nó yếu, nó nhỏ đâu anh em ạ. Nó không phải đâu. Mình nhìn cái cổ như thế này này. Đó, giống như là một trái bom ấy anh em. Như một trái bom ha, nó không phải nhỏ đâu, nó rất là lớn luôn. Cái họng của nó đây, họng mủ rất là dày. Và sợi carbon xích đổ nhựa này, mình thấy cái họng của cái dòng kèn này nó rất gia cố, rất là cao cấp và kỳ công.
Đây là cái cổ kèn, em sẽ dở lên đây. ETC nha, đến từ Los Angeles USA này. Đó, đây là hàng của Mỹ nồi, được tháo trong một thùng lọc phun đôi ra. Cổ rất là to, nó to bằng cái cổ 2447G của JBL đó anh em ạ. Là như trong video đây. Đó, và như cặp cổ kèn này em bán 7 triệu nha. Em bán 7 triệu đồng cho một đôi. Chưa về hát karaoke ở ngoài trời, không gian lớn, hoặc là mình có thể ghép cho những dòng loa bass 30, bass 40 phun đôi đều được. Đó, nhìn thấy nó rất là khủng nè. Bên trong là côn 75, hàng zin nguyên xịn 100%. Kèm cả họng luôn nha, nên thấy là rất là gấu. Đó, em bán giá 7 triệu đồng cho một đôi này nha. Rồi kèm những cặp loa bass đi theo cùng đây. Đây là bass 40. Cũng đến từ ETC luôn. Đó, ETC USA Los Angeles ha. 400W cho một loa, trở kháng là 8 ohm. Từ 220 cô 100. Đây, bên trong này là cô 100 này nha. Đó, cô 100 là hàng bao zin bao xịn nha, bao xịn nò luôn. Đó, đấy. Dòng này mình có thể làm lo súp cũng được hoặc là lo phun cũng được, mà đa số thì em chỉ thấy em chỉ tháo trong thùng lo phun ra. Đây là dòng lo phun đôi 40 nha, nó chạy phun đôi 40 cùng với lại một cái lo chép này anh em. Đó, một cặp này nó tầm khoảng gần 30 triệu đấy, gần 30 triệu nha, 20 mấy triệu anh em ạ. Bởi vì cấu hình nó khủng lắm, rất là gấu. Đó, em sẽ dở lên, sẽ dở từng chiếc loa lên nha. Này, có những cái tem thì nó bị chảy, nó bị xấu do vận chuyển anh em, còn những cái tem thì còn đẹp nha. Tem này không quan trọng đâu, quan trọng là cái chất âm và cái độ zin của nó là được rồi. Xương ngăn đúc ta chấu này, từ 220 côn 100. Nó công suất là 400W cho một loa trở kháng là 8 ohm nha. Đấy, như vậy như cặp bass này em bán giá 5 triệu đồng cho một đôi. Giá là 5 triệu nha, em đã có hai đôi này. Mình có thể mua những cái bộ này về mình lên thùng, rất ok luôn. Chơi sự kiện nhà sống hay là chơi ngoài trời đảm bảo là phê lòi rồi. Rồi ở bên đây em có một cặp mà JBL Bass 40. Đó, cái màn này em đã tẩm dầu dưỡng gân và dưỡng màng rồi ha, nên mình nhìn nó bóng này nè. Đó, mình nhìn nó bóng ha. Đã tẩm dầu dưỡng màng và dưỡng gân rồi. Đó, màng đẹp, màng zin ha, gân vải lụa, màng giấy. Và em sẽ soi cái phần đít này. Đây là phần đít có đường kính là 190 cùng với lại tem loa, màng loa đây và mã số trên màng loa này. Còn về phần bên trong là côn 75 nha. Bên trong là côn 75 anh em ạ. Đó, hàng sống hết. Đây là màng zin nha, chứ không phải là màng thay đâu. Em chỉ tẩm dầu thôi. Tẩm dầu dưỡng màng và dưỡng gân loa thôi cho nó bền, cho nó dẻo anh em ạ. Đó, từ 190 côn 75. Chạy mã số là 2032H này. Đó, đây là cặp bass rời 40 của nhà JBL ha. Côn 75 từ 190, xương ngang đúc đa chấu. Đó, xương ngang đúc đa chấu nha. Và cặp bass này em bán 7 triệu đồng cho một đôi. Giá là 7 triệu. Mình có thể làm cho nhạc sống cũng được, sự kiện hay là hát lo kẹo kéo, và mình làm cho gia đình xài ok, karaoke rất là tuyệt vời nha. Rồi, giá là 7 triệu cho một đôi loa bass 40 này anh em ạ. Và bass 40 tiếp theo giá là 5 triệu rưỡi nha, cũng là bass 40 nhưng mà cấu hình nó sẽ nhẹ hơn một chút, mà giấy cần phải lụa đây. Cặp loa này em tháo chung thùng loa JBL 125 ra, mình thấy này, bass 40 mã số là M115-8A, trở kháng là 8 ohm, đến từ Made in USA. Chiếc này cũng vậy. Đó, hai chiếc đẹp như nhau nha. Đây là hàng Mỹ nồi này. Đây, đến từ Made in USA nha. Đó, rồi xương loa đây, xương sắt đúc bản lớn này và cái tem loa đây. Đó, đều đẹp hết trơn anh em ha. Từ có đường kính là 170 và bên trong là côn 63. Đó, bên trong là côn 63. Cặp này giá là 5 triệu rưỡi anh em ạ. Đó, cặp này giá 5 triệu rưỡi nha. Đó, bên trong là côn zin này, côn 63. Rồi, và cuối cùng là một chiếc bass 50 cũng đến từ nhà JBL. Đó, mình thấy này, đẹp cả nha, đẹp cả luôn. Rồi, ở phía mặt sau là tem loa đây. Đó, chạy mã số là 2241HPL, trở kháng là 8 ohm, đến từ California USA. Một chiếc này mình có thể làm cho súp hơi hoặc là súp điện, mình xài cho gia đình nha. Đó, xài cho gia đình mình thêm một con một cục đẩy để mình đánh, một cục đẩy đánh súp đó, để mình đánh cái súp hơi này, hoặc là mình có thể mua một cái vị súp để đánh cho cái súp hơi này nha. Đó, đây là bát này, bát dành cho loa súp anh em. Từ 220 côn 100 bên trong đây. Đó, côn 100 nha, chạy mã số là 2241 HPL, đường kính là 220,
côn 100, xương ngang đúc đa chấu bản lớn này. Đó, màng giấy đây anh em, đây là màng giấy với căn bản lụa nha. Con này hoàn toàn là zin 100% luôn và đẹp lắm anh em ạ. Đẹp lắm ha. 2241 này. Và như một cái súp bát 50 này em bán 6 triệu rưỡi nha. Là 6 triệu 500 ngàn đồng cho một đôi, cho một chiếc anh em ạ. 6 triệu rưỡi một chiếc nha. Rồi hôm bữa em có một cặp em bán 14 triệu rồi, hôm nay em về thêm một chiếc này, em bán 6 triệu rưỡi cho một chiếc này. Rồi và kênh em vừa lên sóng báo giá một ít loa rời nha. Các bác quan tâm đến cặp loa nào, liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc ạ. Và em xin cảm ơn, xin chào tạm biệt.